Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn thành phố Salo, Phần Lan và tỷ phú Peter Vesterbacka, chủ tịch của Finance Future. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong chuyến thăm lần này, bà Terhikki Lehtonen, đại diện của thành phố Salo, Phần Lan, mong muốn sẽ có sự hợp tác sâu rộng với Đà Nẵng trong thời gian tới trên các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giáo dục. Hai thành phố Đà Nẵng và Salo đã ký kết hợp tác năm 2011 và tỷ phú Peter Vesterbacka, chủ tịch Finance Future, là một nhà đầu tư thiên thần, đã đến thăm Đà Nẵng nhiều lần từ năm 2019. Chào mừng đoàn công tác của thành phố Salo đến thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới đây, Đà Nẵng sẽ tập trung công tác khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực mà hai địa phương có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đồng thời mong muốn sẽ có nhiều nhà đầu tư của Phần Lan đến với Đà Nẵng trong thời gian tới.